Trong 3 ngày, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9, trên địa bàn tỉnh có nơi mưa vừa, mưa to, nhất là trong sáng nay trên địa bàn thành phố Hưng Yên, mưa lớn đã làm ngập úng cục bộ ở một số địa phương. Trung bình lượng mưa toàn tỉnh trong những ngày qua là 144mm. Trong đó, huyện Văn Giang lượng mưa 116mm, huyện Khói Châu 117mm, Văn Lâm 112mm, thị xã Mỹ Hào 112mm, Yên Mỹ 148mm, Ân Thi 113mm, Kim Động 109mm, Phù Cừ 178mm, Tiên Lữ 187mm, riêng thành phố Hưng Yên 247mm. Trước đó, Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh đã chủ động gạn tháo nước trên các sông trục từ ngày 11 tháng 9, phối hợp với Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Bắc Hưng Hải, đóng cống Xuân Quan, mở các cống hạ lưu của hệ thống Bắc Hưng Hải. Mưa lớn đã làm ngập úng cục bộ trên một số diện tích lúa, hoa màu và đô thị tại thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào, các diện tích lúa và cây ăn quả, khu công nghiệp. Đã có khoảng 90 trạm bơm và máy bơm hoạt động để tiêu thoát nước. Hiện Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi đang vận hành tối đa công suất các trạm bơm chống úng, cục bộ cho lúa, hoa màu, đô thị và công nghiệp. Tuy vậy, với vùng rau màu, chuyên màu, bà con nông dân cần thu hoạch nhanh những diện tích cây rau màu đến kỳ cho thu hoạch, đồng thời dựng buộc lại những diện tích lúa bị đổ, thu hoạch nhanh những diện tích lúa đổ đã cơ bản chín để hạn chế thiệt hại, khơi thông thoát nước cho các vùng cây vụ đông sớm và cây ăn quả.